Ngày 26 tháng 6 năm 2017, blogger Mẹ Nấm bị tuyên án 10 năm tù theo Điều 88 tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trước đó, blogger này đã tham gia vào các hoạt động biểu tình phản đối Formosa và đòi chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam. Tháng 6 năm 2018, blogger Mẹ Nấm đoạt giải tự do báo chí quốc tế của Ủy ban bảo vệ ký giả và được đề cử giải Nobel Hòa bình. Năm 2010, bà được trao giải Human Hamas của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Năm 2015, blogger Mẹ Nấm được trao giải Người bảo vệ quyền dân sự của Tổ chức Civil Rights Defenders. Năm 2017, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng được trao giải Phụ nữ dũng cảm quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là trường hợp bất đồng chính kiến được trả tự do thứ hai trong năm nay. Ngày hôm nay, blogger Việt Nam xôn xao và đưa tin vào trưa ngày thứ Tư ngày 17 tháng 10, blogger Mẹ Nấm cùng gia đình đã đáp chuyến bay IVA 398 rời Hà Nội, quá cảnh tại Taipei và đến Houston trên chuyến bay IVA 52 vào lúc 11 giờ khuya ngày hôm nay. Tất cả các đồng hương từ khắp các nơi đã tề tựu từ rất là sớm để cùng đón chào giây phút hân hoan chúc mừng cho Mẹ Nấm được hưởng tự do trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2018, nhóm phóng viên của Đài Việt TV đang có mặt tại sân bay quốc tế George Bush Intercontinental và sẽ chào đón blogger Mẹ Nấm được trả tự do sau những năm tháng chị bị tù đày chỉ vì cất lên tiếng nói đòi cho dân chủ dân quyền trong Việt Nam. Và xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh mà nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận sớm nhất gửi đến quý vị. Dạ, cái này là cái cuốn lịch của Viettun, là hàng năm bọn em làm cái lịch này là thường thường mỗi năm là bọn em có như có Quỳnh này, rồi có chị Nga, rồi có anh Trần Hình Duy Thức, tất cả mọi người, những người mà tù nhân lương tâm ở trong đây. Thì năm nay bọn em trước khi mà bọn em in cái lịch này là chưa biết Quỳnh có thể qua được Mỹ. Thì bọn em đã dùng cái hình ảnh gia đình của Quỳnh, bọn em đã nói chuyện với cô Tiết Lan trước và dùng hình ảnh gia đình của Quỳnh để mong cho mọi người hiểu được cái hoàn cảnh của Quỳnh rất là khó khăn như thế nào. Thì khi mà bọn em in cái lịch này ra đó thì cũng rất là mừng là nhận được cái tin là gia đình Quỳnh có thể sẽ được qua định cư bên Mỹ. Không phải hẳn là định cư mà là bị trục xuất qua Mỹ. Thì hy vọng rằng lát nữa đây chúng ta không những chỉ thấy hình ảnh này qua những cái tấm lịch như thế này mà sẽ thấy hình ảnh được cả Quỳnh và cả gia đình sẽ đến đoàn tụ tại đây và sẽ được tất cả mọi người chào đón tại đất nước Hoa Kỳ này, nhất là tại Houston của chúng ta. Coi cái đoạn phim mà Mẹ Vắng Nhà đó, tôi rất là xúc động và rất là mừng khi được tin Mẹ Nấm được đoàn tụ và được đến xứ Mỹ này. Coi như là mình thấy là như là đại nghĩa thắng hung tàn vậy đó. Tôi rất cảm phục với cái gương hy sinh của Mẹ Nấm và rất là thương cho hai đứa nhỏ cùng cô Tuyết Lan. Cũng vui mừng là cho tương lai của hai đứa nhỏ đã tới được Houston. Cũng chúc cho gia đình Mẹ Nấm tìm thấy tự do và con đường mở rộng cho tương lai hai đứa con. Và luôn luôn giữ cái lập trường để có một ngày mà tìm lấy cái tự do cho tất cả người Việt Nam mình ở bên xứ mình. Đối với Dũng thì Mẹ Nấm là một người rất là anh hùng. Tại vì Mẹ Nấm từng hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình, cũng như là hy sinh cái hạnh phúc cả gia đình để mà tranh đấu cho một cái tự do Việt Nam. Thì riêng đối với Dũng, Dũng làm chuyện đó không được. Mà một người nữ làm được thì đối với Dũng, Dũng rất khâm phục. Và Dũng có mặt ở đây là để mong rằng mình thấy được cái người anh hùng của mình. Vậy đây là một cái điều rất là vui mừng cho không phải riêng thành phố Houston của chúng ta, mà cho tất cả người Việt tị nạn tại hải ngoại. Sau này có lẽ chị Như Quỳnh sẽ dùng tiếng nói của mình để có thể hỗ trợ cho những tù nhân lương tâm còn ở lại Việt Nam, để vững lòng tin, để cùng cất lên cái tiếng nói của mình, để bảo vệ cũng như là tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền. Tôi tới đây là vì tôi rất quý Mẹ Nấm, tôi rất ái mộ cô ấy. Đây là một trong những người mà mình ở Việt Nam mình hiểu cô lắm. Giảm sắp mình đứng lên để noi gương tiền nhân. Dạ, tôi tên Dũng thì ngưỡng mộ chị Quỳnh lâu lắm rồi. Làm sao mà cho bà xã chụp được với bà một tấm hình để kỷ niệm cho từ nhỏ lớn lên thấy. Vì mong là chị an cư lạc nghiệp đây, chị làm xong cái trách nhiệm con dân Việt ở Việt Nam rồi thì mong chỉ được an cư lạc nghiệp ở bên đây. Cũng mong cái nước mình nó cũng sáng sủa hơn chút đỉnh, nhiều người như chị.
Ngày hôm nay chúng tôi ra đón chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một người mẹ phải nói là rất là kiên cường đấu tranh trong tù, đã bị tù đầy 2 năm và 7 ngày. Một sự hy sinh của chị và phải nói là để chúng tôi có thể phải nói là tự hào về cái sự đấu tranh của chị. Chúng tôi mong là tất cả những đồng bào đồng hương trong nước cũng như là đồng bào hải ngoại, nhất là thành phố Houston đón chào chị và hân hoan và cũng như là giúp đỡ chị trong những ngày đầu tiên bước tới thành phố Houston. Dạ thưa chị, tại sao là chúng ta chọn mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh để trao giải này thưa chị? Dạ thưa quý vị, Học Phương Âu Cơ, cái mục tiêu là yểm trợ những nữ anh thư trong nước, yểm trợ vào vật chất cũng như là tài chính như tinh thần, và mỗi vào cái dịp và đại hội thì chúng tôi chọn ra một nữ anh thư trong nước để tuyên dương những cái giải Âu Cơ. Thì cái đại hội số 5 vừa rồi là tổ chức tại Houston, Texas vào tháng 8 vừa qua, chúng tôi đã bình chọn mẹ nấm, tại vì mẹ nấm là đại diện cho rất là xứng đáng được những cái giải này, và chúng tôi rất là tự hào cho một nữ anh thư đã rất là kiên cường. Tôi nghĩ sự có mặt của mẹ nấm ngày hôm nay đó là một cái kết quả của sự quan tâm của quốc tế. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn quốc tế quan tâm đến những cái tình trạng vi phạm nhân quyền cũng như là những người tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền như mẹ nấm, thì cái vai trò của cái người Việt ở hải ngoại đóng một cái vai trò rất là lớn. Bởi vì người ngoại quốc họ sẽ có rất là nhiều những cái quan tâm, và những cái người đấu tranh ở trong nước của chúng ta cũng chỉ là một trong nhiều đất nước khác. Cho nên cái vai trò của người Việt ngày hôm nay chúng tôi nghĩ rằng là mình góp lên cái tiếng nói để giúp cho cái thế giới bên ngoài biết cái tình trạng thực sự ở tại đất nước Việt Nam như thế nào. Và vì vậy ngày hôm nay mẹ nấm có mặt ở đây đó cũng là một cái thành quả của tất cả những người đã từng quan tâm và lên tiếng cho những đồng bào ở bên quê nhà. Thì mọi người chỉ cần tiếp tục như vậy, và chúng ta cần cố gắng không chỉ cho tôi mà cho những người khác, cũng không phải chỉ cho bản thân tôi, tất cả những người khác đều cần như vậy. Trước hết Hồng Yến là hội đồng đại diện cộng đồng, chúng tôi xin chào đón chị. Sự chào đón của chị và tất cả mọi người đã lấp đầy cái khoảng trống tinh thần của em trong suốt 2 năm hơn vừa qua, và em biết rằng là với sự hiện diện của tất cả mọi người ở đây, mặc dù đã khuya như thế này thì em và cả gia đình em không bao giờ cô đơn hết. It's just all the efforts of our Vietnamese internet live outside and inside, and especially for the Amnesty and the other organization. It's not just freedom for myself, for my family. It will be for all the Vietnamese, and I think that we will have a lot of things to fight in the future. Why the U.S.? Tại sao chị chọn Hoa Kỳ là nơi tị nạn cộng sản? Because when at the first day of the beginning of being arrested, one of investigator talked to me that you can see that you will be arrested for nearly 7 months, no one pay attention to you, and then the U.S. now they change the president, no one care more about the human rights, so you will be alone. So I choose the U.S. just like a sentence for them. Human rights is for all, not for me or not for the U.S. citizen. Ái Hiền, xứng công viên đài Việt TV Network muốn hỏi chị một câu rằng là cả thế giới đang lắng nghe chị, và chị muốn nói gì với cả thế giới cũng như tất cả những bạn tù còn đang ở quốc nội chịu tù gông của Cộng sản Việt Nam? Tôi đã sống trong suốt 2 năm hơn vừa qua dưới trong sự dối trá, và họ luôn cho tôi cái cảm giác là
tôi đã bị bỏ rơi ở trong nhà tù, nhưng tôi biết chắc ở đây với tất cả sự chào đón của mọi người và với nỗ lực của mọi người cho tự do của tôi hôm nay, thì tôi mong rằng là cái sự tự do của tôi hôm nay sẽ là tự do cho tất cả những người bạn tù khác, và tôi sau khi đã đặt chân đến Mỹ cũng sẽ phải góp phần sức lực của mình để dành lại cho tất cả những người còn tiếp theo nữa, chứ không phải chỉ có gia đình tôi hôm nay không. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước cho cái việc là sẽ phải gặp gia đình rất ngắn ngủi khi đi, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy sốc, bởi vì khi mà cái cảm giác con trai và con gái tôi nó ôm tôi trên máy bay thì chúng tôi đã chờ đợi hơn 2 năm trời. Nhưng mà những gì họ diễn, họ cố gắng bảo, họ cố gắng ngăn chặn mọi thông tin và cố gắng chặn sự tiếp xúc của chúng tôi cho đến phút cuối cùng, thì khi mà cảm xúc của con trai tôi vỡ hòa trên máy bay, có lẽ là bây giờ mọi người cũng đã nhìn thấy cái hình đó, thì tôi nghĩ rằng là sự đoàn tụ ngày hôm nay ngay ở trên máy bay nó sẽ là câu trả lời cho chính những người đã bắt giữ tôi, giam giữ tôi trong suốt thời gian qua, là tôi không cô đơn và những tiếng nói yêu tự do không bao giờ lạc lõng như họ người ta thích. Thôi cho mẹ nấm nghỉ đi. Cảm ơn, con đi theo mẹ. Cảm ơn, con đi theo mẹ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận trong buổi gặp mặt chào đón mẹ nấm đã được đến với đất nước tự do Hoa Kỳ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Anh Hiền rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và chung vui với chúng tôi trong những giây phút đầy xúc động ngày hôm nay. Anh Hiền, Tường Minh, Như Lê, tường trình từ thành phố Houston, Việt TV Network.